Rồi nói chung ra là ở đây đội Xuyên Hải ai đến cũng giúp hết, ai cũng đến đây giúp anh mình, giúp miễn phí, mua cần bạc hết đó, nói cho mọi người biết. Chị này chị đến nhờ đội Xuyên Hải tìm chồng, nói chung là đang lên đi kênh đi tìm chồng, thì nói chung là chồng thấy được, chồng nhắn tin rồi nói tụi anh là làm thuê cho em tìm thuê kia, ở đây làm miễn phí, đang sống thức dậy là có tiền rồi, ở đây không cần tiền ngoài hết. Nếu mà tôi mà có nhận tiền của ai á, lấy tiền bằng đồng nào á, đem bằng chứng ra tôi cho 200.000 đô, nó thẳng luôn. Tôi quất ức cái chồng của chị hôm qua nhắn thành tôi không nói, tôi không nói đâu. Rồi nói tôi mưa hơi rồi sĩ Hồ Vinh Hải để đi tìm. Tôi đây làm là giúp dân giúp đời, ai lại báo án người ta quay phim lên để người ta tìm, rồi ta đổ xăng, tự đổ xăng đi tìm chứ không có nhận tiền ai hết. Ai mà đưa tiền cùng đủ về nữa, nó thẳng cho bà con bác. Nhưng mà cảnh hoàn cảnh của chị rất là khổ, không? Đó rất là khổ đó anh em, rồi Xuyên Hải chúc tôi lúc nào cũng vì người dân, người dân đến đây không có bỏ một ai hết, ai cũng giúp hết, nó thẳng chị biết thấy không, hàng trăm người lại đây chị biết rồi, lại đây hai bữa chị thấy, chị thấy không, quá nhiều người lại để đội Xuyên Hải giúp, chứ không có mà tiền bạc hết, ở đây là giúp gì mà thành người, con người người sống cho đàng hoàng ha. Đó thì anh em đội Xuyên với đèn Dương á, trong những ngày vừa qua phải nói là nghe cái câu chuyện mà chị ôm một đứa nhỏ về đây vừa bình tim, mà vừa cháu hiện nay ở cổ đang đeo cái ống thở thì rất tội. Vì vậy cho nên anh em ở đây rồi chính là Dương đăng tin để tìm chồng chị để về giải quyết cái vấn đề tiền bạc cũng như hôn nhân. Nhưng không hiểu lý do nào đó mà chồng chị gọi điện nhắn tin hăm dọa đội hiệp sĩ Lâm Dương và lăng mạ xúc phạm anh em đây rất nhiều, và những từ ngôn từ phải nói là phát ra còn là như một con người không có học và không có một tí trình độ nào, chửi bới và nói là chị được người mẹ chồng cho 1 triệu về đây lấy 1 triệu để thuê anh em đội hiệp sĩ Lâm Dương đăng tin là thông tin là vu khống bịa đặt và thông tin rất tầm bậy. Anh em đội hiệp sĩ Lâm Dương không phải vì 1 triệu của chị nhé, không phải vì 1 triệu của gia đình chồng chị để đăng tin sàm và tầm bậy, đưa thông tin không đúng sự thật. Đây mục đích chính các anh em đây là mục đích chính là đưa thông tin giúp đời giúp người miễn phí hoàn toàn 100%, không nhận quà, không nhận tiền, không nhận kinh phí và không xin không xỏ, đúng không? Chị thấy anh em đội hiệp sĩ Lâm Dương là nhìn thấy câu chuyện chị ôm đứa con năm nay cũng 3-4 tuổi rồi nhưng thở không ra hơi, hiện thì còn chưa biết nói chuyện, đúng không? Nhìn rất tội mà chị chia sẻ câu chuyện như vậy. Thì đại loại là anh em chưa có kiểm chứng được cái thông tin cụ thể, bởi vì không phải ai đăng tin mà đội hiệp sĩ Lâm Dương cũng về nhà xác minh để đưa thông tin thì thực sự rất khó khăn, mà chỉ hy vọng là các anh các chị về đây đưa những thông tin phải đúng sự thật, nếu sai gia đình mình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không? Vì vậy nên là chị đăng cái thông tin đó là chị báo là thông tin chồng là đi theo gái, hiện nay là đã đăng hình đăng ảnh để chuyển mình đăng ký kết hôn mà được mẹ chồng gia đình chồng bao che, là một cái hành vi vô cùng mà phải là vô nhân đạo, đúng không? Mà chồng chị đến giờ phút này về xỉa sói chỉ trích anh em đội hiệp sĩ Lâm Dương, là các anh em rất bức xúc với câu chuyện chồng chị nói là gia đình chồng mẹ chồng cho chị 1 triệu để lấy tiền nuôi con mà về đây lấy 1 triệu để gọi là để chia trác để mướn anh em đội hiệp sĩ Lâm Dương. Chúng tôi là không phải vì 1 triệu mà kể hàng tỷ đồng chúng tôi không có cần. Thế vì vậy nếu anh có tiền thì anh về nuôi vợ nuôi con anh đi nhá, đừng có chuyện mà đi theo gái đi theo bồ bịch mà gọi hiện nay là vợ ốm và con đau, đúng không? Mà lỡ lòng nào chụp hình đăng vọng như vậy là đây một hành vi phải là vô nhân đạo. Con người anh chắc chắn là tới đây cũng gặp quả báo, đây là nó thẳng cảnh báo vậy. Thì thôi cái câu chuyện mà thực sự là gia đình chồng đối xử với chồng một cách đối xử với chị là con dâu và con gái là phải là cháu nội của mình là một cách là vô cùng là vô nhân tính, hết đạo đức con người, đúng không? Giấu đốt quần áo của cháu nội cũng như của con dâu đi để bao che biện hộ cho một người con dâu tương lai chuẩn bị phía sau là chưa đăng ký kết hôn, đúng không? Là hành vi mà là không chấp nhận được. Thì thực sự cái câu chuyện đăng tải trên mạng vừa rồi thì trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều các cô chú anh chị bình luận comment chửi bới gia đình chị phải là rất thậm tệ, bởi vì rất đúng, rất chính xác, đúng không? Mọi người có một cách nhìn thực sự khách quan, không banh không thiên vị, kể cả anh em đội hiệp sĩ Lâm Dương cũng vậy, đúng không? Thì hôm nay thì cũng đội hiệp sĩ Lâm Dương đưa thông tin của chị lên, thì hôm nay thì cũng rất may mắn được vào một số các anh chị các cô chú mạnh thường quân ở trong cũng như ngoài nước đã hỗ trợ giúp chị một phần nào đó để chị thuốc men cho con chị nha. Thì em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Lâm Dương và thay mặt các anh em đây trao chị những số tiền của các mạnh thường quân trong thời gian vừa qua. Nói chung là số tiền không nhiều, em nhắc lại không nhiều, nhưng đây là những tấm lòng cao cả của các cô chú anh chị đã hướng về quê hương và hướng về tất cả những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống chị nhé. Hy vọng là chị nhận số tiền này thì mua thuốc mua men cho bé ha. Rồi xin phép chị em đọc tên nhé. Cô Dương Thị Cuông 500.000 và chị Phương ở Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh là 200.000 và một chị Mỹ Hồng ở bên nước ngoài là 200 đô nhé.
tổng cộng là số tiền là 200 đô và 700 ngàn đồng tiền Việt Nam thì nhá. Rồi xin phép được trao những số tiền này cho chị ha. Rồi đó chị cầm đấy. Đây nha, đây là 200 đô nha. Yeah. Dạ. Còn đây là 700 ngàn. Một chị, một cô là 500 ngàn nhá. Dạ, và một chị hàng 200 ngàn nữa rồi. Tên rồi nhá. Xin phép thay mặt cho chị gái này, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao cả của các cô chú anh chị đã luôn quan tâm và hướng về quê hương để giúp những hoàn cảnh, những mảnh đời, những đứa trẻ còn thực sự là khó khăn, bất hạnh, không may mắn trong cuộc sống này. Chị có điều nào chị muốn cảm ơn các cô chú, các anh chị mạnh thường quân không ạ? Dạ, mời chị. Dạ, con cũng cảm ơn các cô chú trong nước và ngoài nước đã giúp cho chú tiền này cho mẹ con của con để đi thái khám thằng bé. Mẹ con rất là mang ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Yeah. Em nhắc lại là chị cô Dương Thị Quân là 500 ngàn và chị Phương ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là 200 ngàn và một chị ở bên nước ngoài là Mỹ Hồng tặng cho chị 200 đô. Dạ, nhé. Dạ. Rồi, chị nhận đủ chưa? Dạ đủ 200 đô. Dạ. Với 700 ngàn. Dạ, 700 ngàn hai người nhé. Dạ, rồi, cuối lòng nhiều, hy vọng chị nhận những số tiền này, chị dành dụng lại mua thuốc của mẹ, điều trị cho con chị những ngày tháng còn lại. Bởi vì trong thời gian này và đó là chị chắc chắn là gặp rất nhiều khó khăn, vì hiện nay chồng chị đã theo gái rồi, nói thẳng là chồng đi theo gái, theo bồ, mà theo bồ là bỏ con luôn, con bệnh con đau đúng không, bỏ con luôn. Dạ, bỏ luôn. Dạ, thực sự là hoàn cảnh rất đáng thương. Anh còn thách thức là anh nói là có tiền mày có tiền mày mướn luật sư đi, chứ còn tao không đưa cho mày một đồng nào hết. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi trên video này để cho chồng chị và gia đình chồng chị xem được video này thì hãy suy nghĩ lại nếu mình là người tử tế. Dạ, mời chị. Dạ, ngày hôm qua anh có gọi cho em, anh thử thách em vậy, anh kêu em mướn luật sư này kia nọ, em mới nói là em không có tiền, còn anh có tiền, anh giàu có, vợ bé anh giàu có thì anh nói anh mướn đi, còn em những lời nói là những lời sự thật thôi, còn anh á không đúng với sự thật thì anh nên mướn luật sư để biện hộ cho anh. Ngày hôm qua anh cũng có đe dọa mẹ con em á, anh nói là tao sẽ mướn luật sư giải quyết chuyện này xong rồi tụi bay sống với tao rồi. Những lời đó là như con nghĩ là ảnh sẽ đe dọa mẹ con của con với gia đình của con này kia, nên con cũng rất sợ. Người cha mà bỏ đi theo giờ bé như vậy không có trách nhiệm, mà bây giờ quay lại bây giờ điện để chỉ chích chữ bé như vậy, không nói là không cho một đồng nào đấy cho con chứ đừng ở đó mà 100-200 triệu. Nó đăng lên là nó mấy con là bỏ nhà đi 2 năm nay rồi để nợ cho nó 1 năm nay một mình ảnh. Nhưng mà thật sự là con mới đi về bên nhà hỏi mẹ chồng, cha chồng là đi về bên quê mẹ ngoại bên á, là mới đi hồi năm rồi thôi. Nhưng mà sau đó, sau qua Tết đó, 2-3 tháng sau là đi lên trên Đại Nam, là hai vợ chồng cùng chung sống trên đây, trên nhà chị hai. Ăn dầm nằm về, ảnh nằm ở đây với muốn lên xịn luôn, mà ảnh đi cứ nói với con là, nói với anh Hải là nó đi bỏ nhà đi 2 năm nay rồi để nợ ôm một mình. Nhưng mà trong khi đó mấy năm rồi ảnh ở chung với mẹ con, xong ảnh đi về nhà với quê ở Tiền Giang á, ảnh đang đi về dưới làm giấy căn cước 2-3 ngày anh quay lên lấy du lịch lên chở thằng Tim đi tái khám đó. Rồi anh đi về dưới xong điện á, mà ảnh không bắt máy, ban ngày cả ban đêm cũng vậy, không bắt máy điện hoài cũng vậy, lâu lâu cái đầu ảnh mới được, ảnh vào ảnh mới gọi lại một cuộc, ảnh nói cái này kia thôi. Rồi sau đó rồi qua Tết là không điện được nữa. Rồi con bồ của ảnh hôm mùng 2 Tết này nó vô nhà, mùng 5 nó đi về ngoài Bắc, mùng 6 ảnh mới gọi liên lạc cho hai mẹ con. Rồi sau đó là mới có gửi tiền, mới cho tiền là cho một lần 2 triệu, gửi một lần 2 triệu mà ba lần là 6 triệu. Với vừa rồi đó, mẹ con, hai mẹ con đột ngột về nhà kiếm cha nó đó mà không thấy cha nó. Giờ chỉ thấy hình cưới cha nó với lại giờ bé nó là trong phòng bà nội nó là 2 tấm. Còn quần áo của con với thằng bé này thì bị đốt hết trơn, không còn cái gì hết. Hình cưới của con thì mẹ chồng đúc dưới sàn giường á, đúc dưới sàn giường. Dấu phi tang đúng không? Dạ. Yeah. Rồi đập luôn, rồi đập xong bung khung ra hết. Rồi sau đây, sau này thì đốt luôn rồi, nay đốt luôn rồi. Trâm hỏi chị là chị lên đó kết hôn á, còn giấy kết hôn không? Dạ còn anh. Còn kết hôn đúng không? Dạ thưa cô chú anh chị, thì trong mà anh này nó hẳn luôn, rất là đáng lên án. Mà anh này anh có những cái lời chỉ trích, anh điện cho này chị nói những đề rất khó nghe. Anh em á là nó hẳn là luôn là anh em á giúp người yếu nhau, còn anh á là anh thật sự rất là sai. Hiện tại là cái sai của anh nữa này, anh chưa ly vợ mà anh cứ thêm vợ bé,
nói cho anh biết, anh em thì ở đây ai anh em cũng giúp hết, mà anh điện tụi này có nhiều ghi âm anh điện nói chuyện rất là khó nghe nha. Đó, mà anh em nói cho anh biết vậy, anh em cũng khó khăn, anh em đăng lên là bà con biết anh sao là sao rồi ha. Rồi chứ mà tôi thì gửi tâm vậy rồi anh công nói chuyện. Thực sự là cái câu chuyện ấy, trong thời gian vừa qua phải tìm vợ tìm chồng tìm con xảy ra rất nhiều ở tất cả các tỉnh, không riêng là một tỉnh nào, đặc biệt là khu vực ở phía miền Tây nhiều nhất. Nhưng cái câu chuyện mà phải cần hết sức đau lòng thương tâm là một câu chuyện của người cha bỏ vợ bỏ con, mà con bệnh con đau hiện nay mà đi theo một người phụ nữ khác. Nhưng rất lấy làm tiếc là hiện nay thì đi theo người phụ nữ khác nhưng lại còn nằm gần như là đám cưới đến nơi rồi, còn chuẩn bị là chụp hình cưới rồi, đúng không ạ? Mà trong đó gia đình chồng biết và không có cản, mà chứa chấp trong nhà, mà mẹ chồng lại còn làm kiểu bao che, che giấu, đúng không ạ? Những hành vi gọi là sai trái của người chồng và người con trai của mình, mà giấu và đốt những hình có thể là quần áo của con dâu cũng như của cháu ruột của mình. Và thực sự nếu như đúng thực sự cái câu chuyện này xảy ra thì một câu chuyện là đáng lên án và rất thương tâm, không còn cái điều gì để tả hơn gia đình chồng em được. Mà đến giờ phút này gia đình chồng em phát ngôn những cái từ ngữ phải nên vô cùng vô nhân đạo và vô nhân tính, hết sức phi lý. Chia sẻ là em báo tin là hai mẹ con em về đây nhờ đội hình sinh ở Bình Dương. Dạ. Là có 1 triệu để thuê anh em đội hình sinh ở Bình Dương. Không, cái đó là không đúng sự thật. Anh nói là không đúng sự thật. Cái thông tin như vậy là cái thông tin đập bậy nhé. Tụi anh không giúp em thì thôi, không bao giờ lấy em cũng như lấy của người khác một đồng nào, một cắt nào bao giờ. Dạ. Và cậu tụi anh không bao giờ xin xỏ nhé. Dạ. Đặc thù là ở đây làm việc là như vậy, giúp tất cả các trường hợp ai khó khăn, ai hoàn cảnh, tìm thân nhân, tìm người thân, nhà tìm trộm cướp anh em sẵn lòng giúp đỡ. Không phải vì một lý do nào đó lợi ích, vì tiền bạc hay vì kinh tế mà anh em mới giúp nhé. Nói như vậy để cho chồng em và gia đình chồng em nếu có tiền thì tự ăn đi, tự hưởng đi, tự mà hưởng thụ đi, đối nhân xử thế với con mình với vợ mình một cách là tàn sát, một cách là vô nhân đạo. Một người vợ đã từng ăn ngủ với mình, đúng không ạ? Thật sự là không chấp nhận. Ra đường đi du lịch không chạy xe như ông Hoàng, còn vợ con thì như con ô xin như nhà. Nói chung là một người mình không may góp phải một cái người đàn ông nó không tốt, không đáng để cho mình trân trọng thôi, chấp nhận lên đường chia tay em nhé. Chia tay sớm thế nào tốt thì đấy. Anh không khuyên tụi em bỏ nhau, nhưng riêng câu chuyện này thì chắc chắn là có lời khuyên chính đáng nhất dành cho em hãy suy nghĩ một cách tỉnh táo và chín chắn nhất, có thể là có một cái quyết định đúng đắn nhất. Dạ, đến lúc đường này rồi chỉ có ly hôn thôi chứ cũng không có tiến tới rồi sống tiếp nữa được. Rồi em còn điều nào muốn chia sẻ muốn nghe nhờ các cô chú anh chị? Những lời em chia sẻ trên trang này là những lời nói sự thật. Nếu mà em có lời nào gian dối em sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật. Em cũng mong mấy anh bên nhạc sĩ đội bữa nãy nè giúp giùm em á, nhín thương mẹ con em, nhín giùm một chút xíu thời gian á về quê bên chồng em á, cha sẽ tra xét giùm em chút xíu nó để thử coi cái lời em nói có sự thật hay không. Đó nó em sẽ nhờ cái cô chủ hụi của em, tại hôm trước em có chơi hụi lắm với lại có chú mọi ông chú trưởng ấp ở đó, em về đó làm dâu nó 9 năm đó. Mấy anh nhín một chút xíu thời gian thương mẹ con em, làm ơn chi giúp giùm mẹ con em. Rồi, về dưới quê em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Dạ. Chúc qua mẹ con em luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, hy vọng trong những ngày thường tháng tới thì mẹ con em gặp nhiều may mắn hơn nhá. Dạ. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn, thì trong thời gian vừa qua là rất nhiều các câu chuyện vô cùng rất thương, rất đáng để ý, và nhiều câu chuyện là thực sự như câu chuyện này đáng rất lên án của gia đình chồng, đặc biệt là chồng gọi điện hăm dọa đội hiệp chính là Bình Dương và chửi bới lăng mạ xúc phạm rất nhiều. Nếu thực sự chồng em xem video này, chồng em muốn gì cần gì gặp các anh em sẵn lòng bất kể giờ phút nào cũng được, đừng có gọi điện các kiểu mà thách thức những cái giọng, những ngôn từ phải là một cách con người vô học như vậy, vô nhân tính. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.